hướng dẫn mình thêm một cái bước cài đặt nữa, đó là cài đặt báo động ở camera và điện thoại luôn. Thì mình sẽ vô góc phải màn hình ngay chỗ cái dấu cài đặt. Sau đó mình sẽ bấm ở cái chế độ là cài đặt bảo vệ. Thì ở cái chỗ chế độ bên ngoài á, ngay chỗ giò chuyển động thì mình sẽ bật cái nút xanh lên, sau đó bấm lưu lại. Chế độ ở nhà mình cũng làm thao tác tương tự là giò chuyển động bật lên, sau đó bấm lưu lại. Rồi sau đó mình bấm quay trở ra, ở cái chế độ là cài đặt đẩy mình sẽ kết nối vào. Mình sẽ bật cái chỗ tiếp nhận tín hiệu cảnh báo lên. Rồi còn cái bước là bộ rung, mình sẽ bật lên chế độ là 1 phút. Thì khi mà có chuyển động trước camera thì camera nó sẽ báo về điện thoại cho mình. Camera báo về điện thoại, sau đó là camera nó cũng sẽ hú lên giống như vậy. Còn nếu mà mình muốn tắt cái chế độ ở camera nó hú lên thì mình sẽ bấm vô cái phần cài đặt. Sau đó bấm ở chế độ là cài đặt đẩy. Ngay chỗ cái bộ rung á, mình sẽ bấm chữ đóng. Thì camera nó sẽ không có hú lên nữa.